chỉ hai ngay cục gạch luôn. Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn. Thì hôm nay tới mùa lúa tới rồi cô chú ơi. Nay ngày của cậu Trang cắt lúa, cậu Trang tranh thủ đi chảnh đang đợi máy rồi. Còn giờ mấy mợ cháu Trang chuẩn bị bao với dây rồi đem ra. Thì có đem theo nước nè, mì nè, ra ngoài thì chưa có ai ăn cho nên tranh thủ đi sớm á. Ra ngoài rồi chuẩn bị nóng mì ăn luôn. Giờ thì gia đình Trang đi cắt lúa thì Trang cũng mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng đi cắt lúa với gia đình Trang luôn nha. Thì bằng lúa là ba tháng trời, chỉ có chờ ngày này thôi à. Đem vào cho thiệt là nhiều, đặng cho lúa thiệt là nhiều. Ôm nổi không Tiến ơi, nặng lắm nha. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Lấy thuốc đúng không? Chị lên lấy thuốc thì cưng đúng không? Rồi sau đó luôn đi, lấy nóng đợi lên nắng đó. Nóng bo em đâu, lấy đội lên. Rồi gia đình mình chuẩn bị xong chưa, đi nè. Mở tính đem cho mấy ông cắt lúa luôn luôn á vậy? Đúng rồi, cho mấy rồi. Bạn á. Ngoại đi cắt lúa cho vui nè ngoại. Cắt chưa? Sẵn sàng cắt. Lên trên đó lấy cái ca nhỏ nữa con. Để ngồi thôi, lên đồ muộn là thọt mỏ vô uống á. Sáng giờ đi uống cà phê đó. Đây nè. Tiếng. Em chưa xuống nữa, mẹ mập. Điện thoại bốt đi cầm đồ coi. Có mẹ ơi, có đâu rồi. Điện thoại kìa. Điện thoại đâu? Có đem theo phải không? Ờ. Quên một cái chết liền á. Ngoài trời rồi Tiến. Ông nội ơi yên tâm đi, con sẽ đem lúa về nhà cho ông nội. Lão già, lão già đó. Để mai dẻo già con đi cắt lúa. Lão già hồi hủi ở nhà mình nên. Giúp cô ba. Ba lấy lúa này là coi không được. Let's go. Let's go. Bờ. Con xin nhận ai dục vậy? Ồ thì ra là dễ vậy. Dạ, bà Tiến. Mà dép lôi mạnh lên. Lên lên lên. Tiền lại lên tiền. Mình đem vô sách mì lên nấu ăn thôi. Đợi mới cắt lên mà. Không không phải bưng đó. Mà ơi mà đi sao mà sách đủ sách nha mà. Con lấy chai ga cái đó, để không quên. Đây, để hai gật cho. Cái này mình cũng có chai ga. Đúng không? Đúng không? Ơi. Lấy cho em đôi dép lên. Dép làm gì đi ruộng mà dép. Ơi, em mang dép. Em đâu mang dứa đâu. Nè, bác Hai Tòng lên tới rồi kìa. Đi mình nấu mì ăn trước tranh thủ đi. Rồi nè. Chị Hai, tác hại của cái việc mùa nước. Thôi, cái thùng nước nặng quá. Lật mà. Lấy cái nồi múc lên gót được rồi mà. Có cái dao không? Ai đem dao không? Không đem dao lấy gì, cắt ba chuối ngồi đây. Ngồi đại dưới đất luôn ạ. À. Có gì? Có cái từng bước. Được. Lấy từng bước lên. Nè, cục trà. Ừ. Bụi cỏ kìa. Bụi cỏ chứ dọn con bé lon kìa. Ôi, mọi người lên hết trơn rồi kìa. À,
lùm một vịt chị Hai ơi. Ừ. Ủa sao không thấy chị Hai? Ở dưới ruộng á. Vịt. Cái chỗ vịt. Đâu? Vịt mà hướng chạy đồng mà bữa hổm mà cắt rồi xong ta lên cho vịt ăn á nhớ không? À, chị với Phong với Nam lụm đó. Hay bây giờ đi đắng mình lụm một vịt cái đây mình đổ vô mì mình ăn luôn nè. Đúng rồi. Sáng sớm đẻ chưa ta? Giờ này đẻ rồi đó mà. Biết có không? Đi đi, lại đặng có lụm. Đi xính nhau đi lụm đi rồi tôi ở ngày tôi nấu mày. Trời đi đi, còn mấy chuyện. Đi lụm một vịt. Đi lụm một vịt. Nấu nước trên này gió dữ lắm, nấu lâu lắm. Rồi, vậy là con về cái đặt vô luôn nha. Tại trời có một vịt không mà hứa là con về con đặt vô luôn, đồ ghê quá. Đi thôi. Đi thôi. Ông bà ơi, ông bà cùng đi lụm một vịt cái con nha. Chạy. Sao chạy bỏ em hả? Thôi đi đi, thôi đi đi, đi đi. Thằng nào là thằng thằng lăn cục đuôi? Rồi hai anh em phải chịu đi. Trời ơi, té rồi. Rồi, trời ơi, bé lớn mà chịu đi động mới sợ luôn á. Dạ, đưa dây cho em kìa, đưa dây cho em kìa. Mày đi mà không mày mà trốn thôi chứ mà nó gặp. Trời ơi, té hoài. Đi theo hết trơn à, hai thằng. Lẹ lên. Rồi, lẹ lên. Ôi trời. Thì sao tụi vậy? Đi thẳng đi, đi rồi, chạy đi, chạy gì ta, chạy tới đi. Chạy đường này nè. Sao lùi đến đây mà nó lùi không à? Có chuột. Chị Hai ngay gục gịch luôn. Ơ gục gịch lại đó mà. Con gì màu xanh. Hồi năm ngoái mình có đi lên Thả Diều nữa ha. Mùa lúa trước á. Giờ mình không đi Thả Diều nữa. Ủa sao này có nước luôn rồi. Lúa vòng vòng cắt hết trơn nè không. Còn con miếng ở đây của cậu mướn ở đây nè. Ở đây là đây ba công không chín rồi cái lá nó xanh nó đẹp vậy đó nhưng mà lúa chín rồi kìa thấy không chị Hai em thấy có chỗ dùng mà anh ta trồng lúa đen đó chị Hai cái gì có lúa đen nữa trời ừ. Không phải đâu bơi trời trời chị Hai mà té cái nào phàn nghe phàn hãy xuống nha mấy đứa để phải hỏi chủ tịch đàng hoàng nha mấy đứa đợi mình đi về cái mì mẹ nó chín không à ông Sáu kìa tiếng gì Hai đã thấy ông Sáu chưa? Thấy dữ. Đi mệt lắm. Ông Sáu ơi. Ông Sáu ơi. Ông Sáu. Ồ. Không. Ai là chủ dịch vậy? Ông chủ cho con lụm miếng dịch đi ông chủ. Ủa. Đó thì cho lụm chứ bài lụm ba lụm không có được. Để chứng bằng đó lụm trái thì không à. Mới lấy gớt cơ học vài trăm học dịch mà đâu có đẻ hồng đồng. Dịch dạ. Mày ơi gọi đằng bài dịch ngoài đó đó. Bài dịch đằng đầu kinh đắng. Đầu kinh đắng á. Ủa con đâu thấy đâu ta? Đầu kinh mép bên đây nè. Mép bên đây nè, sát mép bà kinh đó đó con. Có á. Là cũng thả dưới ruộng luôn hả? Ừ. Là đầu kinh này hả? Ừ, sát mấy bờ đó. Đó, đây thấy cái bờ củ cải đó. Dạ. Miếng đất đó đó. Vậy thôi mình đi nè. Ừ. Ở đây vịt ơn mà. Công kỹ mấy chị em lại lên đây luôn cô chú ơi. Đi lại lên lòng hồ vịt mà. Không à, có vịt đẻ gì hết trơn. Nói là vịt mới tơ, hà chưa có gớt hợp đồng. Mới có đẻ được có vài trăm trứng hà cho nên nó không có đẻ đồng đâu. Rồi ông Sáu chỉ vịt túi trên kia kìa. Giờ mấy chị em lại lên trên kia nữa. Tiếng này giờ anh hàng dịch thì mà không chịu đẻ gì chứ. Cà 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 cà. Ê, let's go. Ôi. Gì? Nãy nó hả dìu lên luôn. Trời, con dây có chút xíu bay đâu được rồi. Đi ngay căn chỗ hai người ở đó đó. Ôi, cười con dìu nó đẹp. Dạ. Thấy bờ kinh ngoài đó có hai người không? Có dạ. Đẻ dạ, con cảm ơn. Dịch gì mà dịch không đẻ hả? Đi giờ ăn mì không không đi cho rồi. Đi mệt chết luôn.
Kìa ra, ra thấy gì với thằng Lằn luôn đi tí. Thôi thằng Lằn cục chuối đó hả? Thằng cục chuối. Thằng Lằn cục chuối. Ơi là đúng ra là thằng Lằn muốn chuối. Cái tiếng nồng bằng gió nó đi dép mà nó thông minh đó ta ơi. Đau cũng chết luôn. Mình luôn đảo mà. Hai bên. Dạ. Con mới sợ luôn. Đen mì nè. Thằng Lằn cục đuôi đen mì nè con thằng Lằn. Rồi, nước sôi rồi. Rồi đổ mì vô đi mà ơi. Bây giờ không có hộp dịch thì mình ăn mì không đi. Dịch ta lùa tuốt trên kia. Dạ không phải, dịch đó là chưa đẻ. Chưa đẻ. Mới đẻ đồng, mới đẻ trong chuồng mà có 100 mấy hộp à. Mới có rớt hộp rồi. Dạ, mới có rớt hộp nó à. Chưa có rớt đồng. Ông nói cỡ nửa tháng nữa. Ôi trời ơi, nó thối nè. Thối. Bệnh rồi uống cái đó nữa hả tiếng? Nó uống nữa hai. Gây út cũng phát gì đâu, núp núp ra lên không trời. Núp đặng té đi coi. Núp đặng nó lén nó uống cái lon nước yến á, đâu cho nó uống yến đâu đang bệnh đó. Thôi cổn cổn. Nó bị iodine đó chị hai. Dễ ho lắm. Cái gì chết cha chưa? Cha đi. Cha đi. Cha đây. Nó cà uống đi chị. Bà mẹ mấy con nó thì lai mi mà nó thì kỳ. Có dài như một. Nó giàu vô. Nó nhiêu tuổi rồi bác hai? Nó nhiêu tháng rồi? 3 tuổi rồi mà nó nói chuyện kia chú rảnh. 3 tuổi mà có chú bẹt nha. Mà nó nói chuyện chậm chậm thì con nghe được mà tới chừng nó nói lẹ rồi không biết. Không, chỉ có cha mẹ mới có cha mẹ mới hiểu nó nói cái gì thôi. Không biết luôn. Không biết luôn hả? Thế mà nó nói chậm mà con nghe được mà nó nói lẹ cái rồi ai cũng ngóng tay nghe không biết nó nói cái gì. Thôi con ca đi, con ca bị bản nghe coi. Rồi, hết nghe luôn. Hết nghe rồi, tôi nói tiếng con gốc rồi. Ai ăn mì bác hai ơi? Đố nhỏ ăn luôn. Cái thằng đó. Bún xà ăn hết trời không mà. Sáng mà mợ với cậu tranh thủ lắm. Sáng là sáng sớm là ngủ nhà nhau rồi bắt đầu đi lên đây cắt lúa ăn. Mà không kịp ăn đó mà lên tới đây thì cái máy chưa lên đó. Máy chưa lên. Thanh thủ quá trời thanh thủ. Đây. Cảm ơn chị Hai. Tiến ơi, mày là Tiến ơi. Chú Móp, đổ ăn trước đi. Sao mày đi khè? Thanh. Mày em con. Thanh ăn mày nè con. Ăn cơm hết rồi. Tiến, lại ăn mày nè Tiến. Ngồi xuống mày. Ngồi xuống mày. Cái Tiến qua đây. Tiến qua đây. Tiến ăn chung với mẹ đi. Bà nội ơi, mình dặn hỏi. Trong ngoài quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng ăn mì ngoài đồng với mấy chị em Giang luôn nha. Ủa mình đem bún rồi rửa hả ta? Đây nè, đâu nữa mà. Tuổi nhóc, đũa mà thiếu chén. Ăn nắp không hả? Ăn nắp luôn. Mời ông bà ăn ơi. Mời ông bà ăn cơm. Ông bà ăn cơm. Ở giữa đồng cô chú anh chị không cảm chùm nha. Đem chén hiếu rồi nên ăn cái nắp. Mời ông bà ăn sáng ở ngoài đồng với con. Mời gia đình ăn mì. Mời gia đình ăn mì. Ăn vậy nè mấy. Ôi mì này thơm. Dơ quá rồi. Thơm. Thơm mùi ngọt gí. Đúng là đói nha. Chưa kịp ăn nó sợ máy lên chưa lên. Ai ngờ lên đây mà máy chưa lên nữa. Ăn rồi ngủ một giấc luôn máy mới lên. Thịnh ơi. Thịnh ăn mì là Thịnh. Rồi thằng ăn cục đuôi ăn mì nè. Thôi thôi mình người lớn rồi mình không ăn đâu. Ai? Thằng này cục đuôi á. Sao ạ? Thôi mình người lớn rồi em không ăn được. Mình rồi. Lớn mình phải ăn cái đầu bự chút. Hấp dẫn nó mới ngon á. Ngon. Cậu Út mà đi dưới đường mương là lên chưa kịp.
mà không lên nấu toàn gói khác. Gái ăn vô ăn uống hút thôi, không ăn là đi vô liền, không ăn là chị Hai dắt vô liền đó. Gái ăn đồ uống thuốc, lùi 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 vô là nó rồi hả? Nghe lên, không ăn là chị Hai dắt vô liền luôn á. Quay lại nữa. Không tính chắc cơm ở đây hả gì anh? Đây đây chỗ này nè. Đậu với rồi đây xong rồi. Hên ha. Đó là năm nào cũng để đậu hay đậu thì rồi xong. Chỗ đó đó hả? Ừ, đừng nữa, đi chữ cua con té nè. Giờ ra cắt có vàng mấy chú đi chợ lúa vui quá. Ôi, mấy nó khô không? Ủa chị Ba rồi. Chị Ba quỳ lên đó. Gì hả? Chị Hai ăn vàng, chị Hai bắt em nó gộ, chị Hai đi xe. Trời trời có vàng được mà muốn chết luôn nha. Ngon nó não chị Hai, té chứ đã. Bỏ này luôn không? Con đi quay những hoàn cảnh khó khăn đó. Con đưa lên video cái ai cái cô chú nào ngoài trong nước và ngoài nước thấy hoàn cảnh khó khăn cái người ta hỗ trợ tiền về cho mình đi làm nhà cho người ta. Hả, mình đi lên đây mình bắt cá cũng gặp ha. Có duyên. Ôi, con Út đang bơm nước ra cái đường nước, cá gô nhóc chung. Trời ơi, tới công chuyện nha. Ôi, con hát còn mít quá. Con ngồi, con lội hết nổi, con ngồi trong gốc cây á. Con gặp mấy anh kéo lúa nè. Nói cho em có gian đi ra đi được không, em lội hết nổi. Nãy lội vô, đi vô anh chập rồi, giờ lội ra đó. Sáng sớm á, cậu Trang lên sớm, mặt trời giờ mới chưa mọc nữa là cậu Trang lên á, dẹt hai bên lúa cái gì nè. Đặng cho chờ máy cắt rồi đó. Mà lên đây chờ hoài mấy mỡ cháo Trang ăn rồi nằm nằm rồi tới bò rồi ăn hết đó, tới đó bụng luôn. Bắt đầu thì lội vô nhà xong bắt đầu máy lên cái bắt đầu đi ra. Nãy Trang có gian mấy chú khiêng lúa lên chở vô á, bây giờ thì bắt đầu cắt lúa rồi đó, máy bắt đầu đặt rồi. Giờ mình đi đang hồi hộp quá, 3 tháng trời thì chờ có ngày hôm nay nè, là biết lời hay lỗ nè. Nay có kinh nghiệm rồi, lần trước á cắt miếng này trúng nè, cái về chưa chân mà bánh xèo ăn mừng. Cuối cùng cậu màng mướn 35 công lỗ 45 triệu. Bây giờ thì đợi cho hết trơn, cắt hết lúa đi ăn mừng sao. Ok luôn. Đang hồi hộp nè, không biết lúa có trúng hay không chứ vòng vòng mấy miếng đất kế bên á, ta cắt thì người ta cũng trúng á. Người ta được tấn 2 lần đó. Mà lúa của cậu thì khác giống. Cho nên lúa cậu thì nó hơi hắc hơn. Thì giờ Trang với gia đình cũng đang hồi hộp chờ coi kết quả như thế nào. Bên kia thì cắt xong người ta đang đốt đồng luôn kìa. Tại lúa này của cậu mằng là lúa dài ngày á, nó nhiều ngày hơn lúa vòng vòng. Đó, của chú mình đó, người ta đốt đồng kìa. Đốt đồng đó đó, cái đầu lúa nó còn á, cái nổ thành bắp. Có thời gian qua đó lụm bắp ăn. Mà mỗi lần lụm xong mặt mày như con mèo vậy á. Tại vì ăn xong á lọ từng lụm chân à. Nhà chị Hai tặng chị Hai bông hành nè. Ôi, hành trồng có bông cho rồi. Trời ơi, tặng cho chị Hai, nãy giờ chị Hai có bông trơn nè, quá là dữ.
Ôi, bông hành này người ta bán nè, ăn được nè. Xào ăn được. Ôi, chị hai ơi, mình đi chơi phía đầu chị hai ơi. Ờ, đó, đó, mấy chú đi vô đó đó, thấy chưa? Đó, bắt chuột kìa. Nó hồi nãy chen nhà gian. Ơi, chú mình gì? Hồi nãy chen có gian mấy chú này nè, mấy ông này nè, bây giờ nó gian nữa nè, chạy đi vòng vòng chơi nè. Thôi nhục mẹ đi, nhục rãi đi, nhục bãi với thay đi, rồi đi chơi thôi. Đây mấy anh máy kéo mở đường đặng cho lúa lên á. Đó. Đó. Mấy mợ Trang với em Trang đang mót hành nè. Hành này người ta nhổ xong rồi nó hành nó nhỏ, nó không có được đạt thu á, cho nên người ta bỏ. Rồi mấy em mót lại, cái nào ăn được ăn, cái nào đem về trồng. Đất này là đất mướn gì cô chú. À, đi đâu cũng đất của ông Pháp, đi đâu đất của ông Pháp, đất rất nhiều lắm, dạ mướn không à. Thì đây là bữa nay là cắt 3 miếng, còn một miếng thì xa nhà lắm, là bên vườn xài á, là cái miếng mà Trang với mấy Tiến đồ đi hái xài với lại nước hột hột vịt đồ ăn đó. Xa bên kia kìa, ở đầu cắt rồi đó. Anh mẹ một đống rồi đó hả, em lại giỏi đi. Nè. Đó, em đang giờ luôn. Chứ chẳng bưng giờ giờ luôn. Ủa cái cốt này mấy anh đem theo hay mấy anh mượn người ta vậy? Đem theo luôn hả? Rồi chưa, sẵn sàng chưa, đi nè, lắc cô nè. Lắc cô, hiện. Gọi vậy? Thường năm ngoái mấy cậu cháu Trang là bắt được mớ chuột với con gắn nữa nè. Năm nay chưa chơi bắt được con chuột rồi. Tiến, giới chuột lên. Giới thành quả lên. Này đem về cho mốt ăn khoái mà. Ôi, màu lông với Trang màu lông cũng mốt luôn. Lại dưới đi. Trang miền Tây quá hay cô chú. Gỡ này đi gian. Gian lông cũng mèo vậy đó. Cái cộng hành này nó nhỏ hơn, nó cộng hành này chèn ô. Nè. Hành đó hành đẹp. Hành mới đầu người ta trồng một bụi thì lớn nè, bây giờ nó nở. Hành trồng hành trắng hả chú bụi? Chứ chứ. Dữ dằn. Dữ quá. Mốt hồi ấy á. Xinh á. Ôi vậy là đây mình sao thấy được dài dài nó mới có chuột. Mấy con ở trên bờ đó chạy xuống cái lỗ đó đó. Chạy xuống đây gọi ha anh. Ừ. Cái lỗ đó không biết chạy tới đâu rồi. Người ta chụp cái bờ kinh đây, bờ kinh chạy xuống mới ghê. Ghê rồi. Đó, máy lên rồi đó, xả sạn mình nhìn nha. 8, 4, 6 con mắt nhìn nha, kiếm chuột. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở trong thấy ghê chưa? Ui. Thủ thủ nè, thủ giật tới, giật tới. Giật tới, giật tới, cùng ghê chưa? Qua giật tới. Đội ngũ thấy hùng hậu chưa, chưa chơn chia hướng nhìn bắt chuột rồi đó. Đây, để mà nó né rồi sao coi giùm. Né tránh xuống kìa.
Trời dạ dày. Đi. Mệt muốn hả họng luôn. Thấy nó gọi đâu bắt không dính. Chỗ cái bao á ra rồi, nhảy lại đây chút rồi. Trời ơi, chiếc dép đâu mất tiêu luôn rồi. Rồi giờ biết kiếm chiếc dép ở đâu trời. Thôi bây giờ chiếc dép đâu rồi? Mắt tụi không có là mắt dép hay tao. Rồi. Nó chạy vào trong đâu đây nè. Mấy con thấy nó chạy ra ngoài rồi. Có rồi. Cái anh cái rồi. Anh kia anh chỉ nữa mà. Ừ.
con nói rồi, đứng trên mới thấy, đứng dưới mới thấy lắm. Gà cái phần gà nó lan nè, con khó thấy. Dạ giờ thì Trang ngồi Trang đợi mà gặt lúa đặng mà căng thôi cô chú ơi, Trang bắt chuột hết nổi rồi. Quá trời chuột luôn rồi, nó sát miếng sát bờ này nè. Chuột quá chừng chuột luôn rồi mà bắt không được. Tại vì gạ cao quá rồi gom phủ tủ đầy hết trơn à. Thấy nó chạy cờ rồi cời luôn mà chạy theo xúm nhau bao người mà dí không được. Rồi giờ con mệt quá, chán nổi luôn cô chú ơi. Bây giờ con chỉ ngồi đây con đợi căng lúa thôi à. Đợi coi căng thôi cậu được mùa hay không thôi. Tại vì cái tâm lý thì cái người mà chủ mặn đất nhà thì cho dù người ta mặn không được mùa đi nữa thì người ta bắt quá ta lỗ công thôi, chứ không có mất tiền như như cậu, nhưng mà không được mùa thì phải mất trả tiền đất của người ta lại á. Bây giờ là chỉ ăn thua cái mùa này thôi, mùa đông xuân thôi, chứ mùa hè thu thì là mùa hè thu thì nó không được như mùa này. Tại vì mùa đông xuân này là cái con nước lên đó nó sẽ nhiều phù sa hơn, nó giật xuống nó nhiều phù sa hơn rồi lúa sẽ trúng. Năm rồi thì cậu cũng mặn 35 công vậy đó mà lại lỗ 45 triệu. Năm nay không biết làm sao nữa, cũng đang cầu mong cho chờ cậu cũng hồi hộp đó, về ngồi đợi căng lúa thôi à, chứ bắt thì bắt không nổi nữa đó. Thấy chuột nhưng mà bắt không nổi nữa. Con chạy sáng giờ con chạy mệt quá trời mệt luôn. Con chạy mà ruộng vườn con ban lại nhưng mà chụp không dính. Con mà bé Tiền với bé Tiến thì tới giờ đi học, bây giờ vô đi học rồi. Chút nữa em dâu của Trang á thì vô lúa giùm mợ đang căng á, ghe thì chưa tới nữa, giờ phải ngồi đợi gì nè, đợi hoài luôn. Thiệt là mệt mỏi mà. Không biết mấy con én nha, mà tới mùa gặt lúa cái là bay lượn 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 à. Biết bắt cái con sâu hay con gầy gì không biết, mà gặt lúa cái tới là gặp mấy ẻm lượn 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 trên lúa. Trời nắng cháy chắc cô chú không thấy rõ. Chơi ngoài này nhiều lắm, nó nhỏ chứ nó không bự. Nó bằng giống vò cái mà nó bay đen 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 nhất hết trơn. Dạ giờ thì cuối cùng cũng đã tới giờ căng lúa nghe cô chú. 50 kg kèm heo ổn mì 200 g. Gian chứ hả? Tới em 50 kg chẳng bông luôn chồng. Không bỏ ra dép ra cho nó mới không ăn gian. 46 kg. Mở lên mở. Căng đủ ha, đủ heo chưa con đem xuống ghe luôn. Chắc có tả. Giấc này thì sẵn sàng được căng lúa rồi nghe cô chú. Thêm một nặng hơn. Trời ơi, mang đại đi. Sợ mập hay gì mà dùng xuống. Trời ơi, chết. Lũ căng rồi, lũ căng rồi. Có 49 cái heo thôi. Sắp sửa 60 chứ nhiêu. Lo quá. Chỗ này có trả tiền liền luôn chưa? Tính tiền liền luôn chứ. Tính liền luôn hả? Trời có tiền. Món này, món này. Bật. Em bữa hôm mà em đi lấy tiền lúa với mợ á, em đếm hoài, mợ đếm lần một, em đếm ba lần, mợ cái này mà gặp số tiền lớn chứ cỡ 100 triệu chứ em đếm cái triệu. Cái chiều gì dánh mụn ra ngồi vô mụn đếm chứ. Bây giờ cắt lúa là sướng hơn hồi đó nhiều lắm ấy cô chú anh chị. Hồi đó cắt xong cái Trang nhớ là lúc đầu cho đi cắt lúa là cắt xong mình bó lại xong có mấy chú dắt dạng dắt lại cái máy suốt xong cái mới dắt lúa đi căng mà đem về phơi nó. Phơi cho khô rồi mới có người lại mua. Lúc đó phơi xong cái có mấy người cò lúa vô mua lúa. Hốc lúa lên cắn bụp. Chưa khô cái bắt phơi lại. Rồi khô rồi tao mới mua. Mà giờ dễ lắm. Giờ cắt xong máy xong cái có ghe kẻ. Có máy kéo á. Cái máy kéo nãy Trang đi đó. Kéo vô đây. Cái rồi người ta căng luôn. Cái ta trả tiền liền luôn à. Tiền tươi luôn. Đỡ tốn công phơi luôn. Trời. Thời ơi. Bắt được con. Em bắt được con chuột bự lớn nè con. Chuột gì mà? Chuột cắm. Bự lớn. Bự lớn
ông bắt được chứ, ừ. Ông nào? Ông mới cắt. Ủa sao? Sao ông mới được? Rồi cái gặp rồi cái thắng nó lại rồi xuống nhà chụp. Vậy đó hả? Khó biết bự luôn à. Muốn bạn muốn thành con mèo á. À. Cắt tới đâu là ta đốt tới đó rồi con ơi. Trời trời. Vậy là mình bằng bao lúa luôn á trời. 50 luôn. 40. Đội này ghiêng hả vậy? Chủ ghiêng hả vậy? Ghiêng, ghiêng, thêm 20.000 tấn nha. Ok. Ai ok hả? À? Ai ok. Có món chứ. Ồ, có rõ rồi đó. 57. Rồi, rồi, rồi. Khoan kêu nha. Rồi. Rồi. Lớn rồi vác lúa kì con. 52. Chưa. Đúng vô. Hết chưa đạt. Ok. 558. Không chịu tăng mà đi giá. Hai tụi ông đã nha. Quẹo ráng đỡ hết này nghỉ vô nữa. 544. Lên máu rồi. Thôi làm giá được mấy con lố chút này nữa. 544. Đổi rồi, mình không biết nhìn căn. Cái căn nó căn 2 542 546 gì đó mình không biết nhìn. Thôi mình không biết thì mình lại lên sắp bao. Sắp bao này nó dễ nhất. Sắp bao này dễ nhất luôn hả? Cái đò mà cái đò mà cắt nước xài rồi. Thì đó 1 2 3 học nhiều thì tính, học ít thì làm bao. Học nhiều thì ta ghi số rồi được, mình có biết học đâu ghi. Nhưng tiền thiếu có xung tiếng nó giảm. Ba nó cái ruộng. 6 6 7 8 9 cái người lật ngược lên đó cưng, lật ngược cái đít bông nó lên, lật ngược cái bông lên gì nè, lật ngược đít. Ừ chưa đó chị hai đếm cái ta. Có thể lên máu rồi. Bây giờ nó mới được thở. Lên xuống ghe được rồi, còn đi lên nữa. Còn cái gì chứ? Uống nước rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi. Xong rồi đó, lúa mỡ căng xong rồi đó. Giờ coi coi được mấy bao nhiêu ký. Lúa được cắt không biết nữa. Tính hỏi coi xuống dưới đó căng luôn hả vậy mấy anh? Lại bắt chuột lại lên. Hồi nãy lúa sợ thì bơm cắt không được á, cậu mua bơm nước ra cho khô gan luôn á cô chú. Bây giờ thì mắc bơm vô, máy lúng quá chừng luôn rồi, máy bơm vô cho cái máy cắt. Tại vì cho nước nó vô nó nhả sình á, cho máy nó chạy quặn quặn á, nó không có dính sình. Còn nếu như khô á thì nó dính sình lại á. Nãy giờ chuột quá trời luôn mà bắt không được. Gà này cao nè. Hồi nãy căng miếng trên kia, giờ đang đợi cho cái miếng này nè, cắt sao xong nè, đặng căng. Đặng căng luôn á, tại vì bằng 35 công mà tới 4 miếng nặng cũng 3-4 chỗ luôn á. Ở đây sát dách xong rồi một miếng ở giữa, rồi qua đây mấy miếng của mình, rồi lên trên kia nữa. Bởi vì cậu mặn á, ta phải như mặn một miếng một á thì mình dễ săn sóc, mình dễ chăm nữa. Cái này mặn vài công nó chỗ xa xa không à. Tối ngày, bởi vì tối ngày hết miếng này bơm nước tới miếng kia xà phân. Tối ngày ngoài đồng không à.
máy hay thiệt. Tại sát với cái đường mô đó luôn. Chuột chạy. Dạ tại nó nhỏ quá chẳng tha nó chứ dễ gì mà xảy được nha. Lúng rồi, mấy cắt đang bị lúng rồi. Chuột sáng mình bắt chín đi đâu ta? Xình luôn rồi. Hồi nãy thì căng miếng trên kia rồi có 4 công à, được 4 tấn 70. À, gần 4 công thôi chứ chưa được 4 công, còn xuống đây đang căng. Bữa nay căng bên đây 16 công hết vậy. Đang đợi kết quả, đang căng chưa biết bao nhiêu hết. Trời bữa nay không nắng mà ui 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 mà nóng mà. Để cho mấy ảnh chụp đi tí xíu nữa. Ủa thấy xuống sông thì lắm. Vậy mà không hiểu. Làm tới hành. Tới lật ba vô hành ta gãy hành ta. Không. Qua đây. Cảnh hai người cho chút cao luôn. Không. Bao gấp hết. Ông sáu là còn hết hồn chưa à?
Còn mấy bao lúa cuối cùng đó là biết kết quả bữa nay cắt 20 công là như thế nào rồi đó cô chú. Bên kia lúng thì chỗ nãy Trang bắt chuột đó, lúng rồi máy không cắt nữa, cậu Trang đang cắt tay đắng kìa. Còn có 5 bao cuối cùng thôi. Chắc chảy lên căng lên bao lúa cho nặng thêm. Sắp biết được kết quả là trúng hay thắt rồi đó. Mùa này rồi. Dạ có kết quả căng lúa bữa nay ngay cô chú, 20 công thì cũng được 20 tấn lẻ 700 kg. Thì cậu xài giống RBT. Không biết đúng không nữa ta cười. Thì 20 công này thì cũng ổn ổn, nhưng còn 15 công bên kia nữa chưa biết là có lời hay lỗi hay không, để chừng nào mà căng hết 15 kg 15 công bên kia nữa kìa. Phải biết giống như đợt trước á, mới căng bên đây xong mà ăn bánh xèo rồi, nhưng mà anh kia lỗ. Để chừng nào cuối mùa đi, còn bên kia khoảng 10 ngày học tuần gì đó là gặt xong rồi bắt đầu cộng kết quả lại có. Nếu mà trúng thì mình sẽ ăn bánh xèo tiếp tục. Còn bên đó thì cậu đang gặt lúa, lúng quá trời lúng mà chỗ nãy Trang bắt chuột đó, lúng quá chừng luôn rồi, không có gặt máy được cho nên cậu đang gặt tay đó kìa. Thôi bây giờ để Trang kết thúc video, đặng Trang đi qua cắt phụ cậu nha. Thì video Trang chia sẻ đi gặt lúa đến đây cũng xin khép lại. Trang cảm ơn quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã xem hết video. Trang xin hẹn cả nhà mình tiếp tục những video sau. Còn bây giờ thì Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi em ngồi em giữ đồ cho chị Hai đi cắt đi.